Quý xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hưng Giang phụ trách và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ tư ngày 21 tháng 9. Có rất là nhiều tin tức nhưng mà bản tin nóng hổi vào ngày hôm nay đó là tình hình chiến trận tại Ukraine, đặc biệt là tình hình về phía Nga. Bên cạnh đó ngày hôm nay có hai bản tin không mấy gì thuận lợi cho ông Donald Trump và hai bản tin này thì Hương Giang tin là những người ủng hộ ông Donald Trump sẽ bị thất vọng và Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị. Vào ngày hôm qua Hương Giang có chia sẻ với quý vị là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phúc Chóp đã hủy bài phát biểu nhưng mà thực ra vào ngày hôm nay bài phát biểu thu trước rất là hiếm hoi đã được phát sóng trên truyền hình. Bài phát biểu này thực ra là một thông báo. Ông Vladimir Putin thông báo là tổng động viên một phần nước Nga để huy động khoảng 300.000 binh sĩ, để huy động khoảng 300.000 quân tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc chiến mà bây giờ Nga đang xa lầy và Nga đang gặp bất lợi. Và trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là quân Nga đã thua và đã rút quân. Vladimir Putin lặp lại đây chỉ là tổng động viên một phần mà thôi chứ không phải đây là một cuộc tổng động viên toàn bộ tất cả những người nào hiện đang nằm ở lực lượng dự bị tức là quân trừ bị đó những người nào trước đây đã từng có kinh nghiệm về quân sự thì đây là thuộc dạng bắt buộc mà quý vị biết là tại Nga thì bắt buộc là công dân từ 18 đến 27 tuổi tức là nam công dân từ 18 27 tuổi thì phải tham gia vào um, quốc phòng ít nhất là một năm bắt buộc một năm tức là lực lượng này 18 đến 27 chính vì vậy mà với cái thông báo của Vladimir Putin vào ngày hôm nay đã gây một cái làn sóng biểu tình và biểu tình đã diễn ra ở hàng chục thành phố và kết quả là đã có hơn 1.200 người bị bắt giữ trên khoảng 36 thành phố vì đã tham gia biểu tình cái thông báo của ông Putin. Và cũng trong cái bài phát biểu kéo dài khoảng 20 phút vào ngày hôm nay, vào, vào ngày thứ tư, Putin cũng lên tiếng đe dọa. Đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Ông ta nói thẳng là vũ khí hạt nhân tức là Nga đang bị các quốc gia phương phương Tây tống tiền hạt nhân và ông ta cảnh báo là vũ khí hạt nhân của Nga hiện đại hơn so với những gì mà các quốc gia NATO đang nắm trong tay. Vladimir Putin đe dọa như vậy. Trong khi đồng minh thân cận của Putin là Trung Quốc thì kêu gọi hai bên kiềm chế và quay lại những cái cuộc thương lượng đàm phán hòa bình còn các gia phương Tây thì như thế nào? Họ cho rằng là với cái tuyên bố vào ngày hôm nay, với cái lời đe dọa tức là tổng động viên 300.000 quân, rồi đe dọa sẽ sử dụng dụng vũ lực hạt nhân cho thấy là Putin đang gặp bất lợi của cuộc chiến tại Ukraine, đang thất bại, Putin đang gặp khó khăn. Và Putin trong cái bài phát biểu ngày hôm nay cũng tuyên bố là mặc dù nga trong thời gian vừa qua rút quân như vậy nhưng mà vẫn không có thay đổi được mục đích ở ukraine tức là cuộc chiến này sẽ không có gì thay đổi và nga sẽ tiếp tục nga sẽ gia tăng sẽ leo thang cuộc chiến này. Bên cạnh đó, Putin cũng một lần nữa bày tỏ có sự ủng hộ đến cứ, đối với các cuộc trưng cầu dân ý mà Hương Nhân chia sẻ với quý vị sẽ diễn ra trong những ngày tới trong 3 ngày. Trưng cầu dân ý để tiến tới sáp nhập Donetsk, vùng Donetsk, Luhansk và thêm một vùng nữa vào thuộc lãnh thổ của Nga và từ đó nếu như Ukraine có bất cứ hành động nào trong những cái khu vực này thì Nga sẽ kiếm cớ đó để tấn công Ukraine. Và Nga bất chấp trước đây đã, Nga đã sáp nhập Crimea bởi vì Crimea có một vị trí quân sự hết sức là trọng yếu đối với Nga. Nhưng mà những cái khu vực này bây giờ Nga bất chấp cho dù không có quốc gia nào công nhận cái việc này đi chăng nữa thì Nga vẫn bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ của mình. Và ngày hôm nay thì tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu tại Liên hiệp quốc. Và ông tiếp tục kêu gọi các quốc gia đứng về phía Ukraine, hỗ trợ Ukraine khí tài về mặt quân sự và chỉ có điều này thì mới có thể bảo đảm được tính mạng của người dân Ukraine mà thôi. Vậy Zelensky cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chế tài Putin, tiếp tục chế tài Nga. Và ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden cũng đưa ra những cái lời lẽ hết sức là cứng rắn cảnh báo Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mà trong cái chương trình hôm chủ nhật vừa rồi đó thì trên một cái chương trình của CBS, Tổng thống Joe Biden cũng đã gửi đến Putin một cái thông điệp về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hương Giang còn nhớ ông dùng lặp đi lặp lại một chữ don't, 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 đừng, 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 đừng bao giờ nên làm như vậy. Vào ngày hôm nay thì có một cái tin vui. Quý vị biết là Ukraine đã thực hiện được một cái cuộc trao đổi tù binh. Mà cái cuộc trao đổi tù binh này nó diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau cái bài phát biểu của Vladimir Putin và điều này nó gây kinh ngạc tức là trong suốt thời gian vừa qua, Ukraine đã thương lượng với Nga và họ đổi 55 tù binh của Nga để lấy khoảng 200 thưa quý vị, 215 tù binh. Trong đó có 10 tù binh của nước ngoài đang tham chiến tại Ukraine và đã bị bắt trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Và đây là tin vui bởi vì Mỹ có hai tù nhân không biết quý vị còn nhớ cái vụ mà trong đó có một người, một lính người Mỹ gốc Việt đó là anh Andy Tài Ngọc Huỳnh hay là Huỳnh Ngọc Tài. Anh Andy trước đây từng sinh sống tại California rồi sau đó chuyển sang Alabama. Andy cùng với người bạn của mình đó là Alex Druck. Hai người này đã sang Ukraine và tham chiến tại đây và trong một cái cuộc giao tranh vào ngày 6 ngày 9 tháng 6 vừa qua thì đã bị quân Nga bắt giữ ở cái khu vực gần um, Kharkiv. Và từ đó đến nay, quý vị biết là gia đình của Trúc, gia đình của anh Andy đã làm việc đã hợp tác với Bộ Ngoại giao và hối thúc chính phủ Hoa Kỳ làm sao đưa được hai người này về. Và trong bản tin ngày hôm nay, trong cái danh sách trao đổi tù nhân ngày hôm nay, có hai tù nhân này và phía Mỹ cụ thể ở đây là ngoại trưởng Anthony Blinken đã gửi lời cảm ơn đánh giá cao Ukraine trong cái thiện chí là đưa những tù nhân nước ngoài trong đó có tù nhân Mỹ vào cái danh sách trao đổi mà phía Ukraine quý vị biết là họ đã họ họ cũng hy sinh họ hy sinh ở đây là ai họ hy sinh tức là họ ghi vấp trong 55 tù binh mà họ ghi vấp thì có một nhân vật hết sức là quan trọng đó là Victor uh, Melvichuk Victor Melvichuk là một nhà kinh doanh một tài phiệt, một chính trị gia người Ukraine nhưng là bạn bè thân hữu với Putin và trong danh sách này thì có ông ta và trong danh sách trao đổi tù binh mà Mỹ đang giam giữ, quý vị biết là có cả tư lệnh ở nhà máy Mariupol mà trong những cái thời gian đầu cuộc chiến đã diễn ra giao tranh ở đây, đã diễn ra hết sức là quyết liệt và những người lính ở đây rất là quả cảm. Và có tư lệnh ở đây và cấp phó của ông cùng với mấy chục tay súng trong một cái cuộc chiến khác Quý vị biết là ngày hôm nay khi mà Hương Giang xem cái chương trình truyền hình trên CNN mà CNN phỏng vấn bà mẹ của Alex Rook Bà bảo rằng vào sáng ngày hôm nay bà đang ngồi đọc sách với đứa cháu thì có một cuộc điện thoại và cuộc điện thoại này thông báo là điện thoại gọi từ Ả Rập Saudi. Bà nghĩ rằng bà không có quen biết ai ở Ả Rập Saudi, chưa bao giờ nhận được một cuộc điện thoại nào Ả Rập Saudi nhưng mà bà bảo thì cứ nhận thử xem và đầu dây thì một người phụ nữ xác nhận nói chuyện với bà để xác nhận có đúng bà là người cần gặp hay không và sau đó người phụ nữ này đã giới thiệu bà ta là tùy viên ở đại sứ Mỹ tại Ả Rập Saudi và con trai của bà là Alex Rook đang đứng cạnh bên cạnh của nhân viên này và bà không tin và không tin nổi vào tay mình và cuối cùng hai mẹ con đã nói chuyện được với nhau và bà hỏi thăm Andy Tài Ngọc Huỳnh bởi vì hai người này theo theo lời của người phụ nữ là hai người này không đây là một cặp bạn bè không thể nào tách rời nhau. Một khi đã hỏi thăm về Alex thì hỏi thăm Andy, hỏi thăm Andy là hỏi thăm Alex. Và bà có hỏi con trai của mình về tình trạng của Andy và Alex trả lời là Andy cũng đang ở đây cùng với con nhưng mà chưa có gọi chưa không gọi điện cho hôn thế được tức là cô Choi bởi vì không có số điện thoại bà bảo yên tâm bà có số điện thoại ở đây và đã đưa cho Andy cái câu chuyện chỉ có vài phút ở trên CNN nhưng mà hết sức là cảm động và như vậy đây cũng là một tin vui và chúc mừng đặc biệt là gửi đến cho gia đình anh Andy Tài Ngọc Huỳnh và bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình của Hoa Kỳ. Nhưng mà trước hết quý vị biết là hồi 29 tháng 7 vừa qua thì chúng ta có cái giải độc đắc Mega Millions 1,3 tỷ Mỹ Kim, chính xác là 1337 tỷ Mỹ Kim. Và ngày hôm nay đã có người trúng số, chúng ta biết là có người trúng số tại một cái khu vực ngoại ô ở Chicago, Illinois. Nhưng mà trong, trong suốt thời gian vừa qua, gần hơn một tháng qua thì họ im hơi lặng tiếng. Bây giờ mới bắt đầu xuất đầu lộ diện nhưng mà chúng ta không biết thực sự họ là ai chỉ biết là nhà chức trách sổ số tại Illinois thông báo là hai người trúng số này đây là một chiếc vé của hai người đã xuất đầu lộ diện và trong thuốc, suốt thời gian vừa qua thì họ âm thầm làm việc với các luật sư với các nhà về phân tích tài chánh hay hoạt động tài chánh và họ đã quyết định là sẽ nhận một cái số tiền trúng số một lần quý vị biết là theo luật ở Illinois đó nếu như mà mình claim cái vé đó trong vòng một năm thì có thể là nhận chia ra từng 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 năm một nhưng mà nếu là muốn nhận lâm xâm tức là nhận một lần thì chỉ có cái thời gian để mà nhận giải trong vòng 60 ngày mà thôi mà bây giờ thì đã gần hai tháng rồi gần 60 ngày ngày 27 tháng 9 là sẽ đúng 60 ngày và họ nhận lâm sâm một lần tức là khoảng 780 triệu rưỡi Mỹ Kim nhưng mà sau khi trừ thuế thuế liên bang thuế tiểu bang gì đó thì cái số tiền mà hai người này sẽ cầm được trong tay đó là 554,6 triệu Mỹ Kim và cho đến giờ chúng ta cũng không biết hai người này là ai nhưng mà cái bản tin này nó cũng thưa quý vị nó thắp sáng nó, nó đem hy vọng lại cho nhiều người và quý vị biết đây là cái giải Mega Millions lớn nhất trên thứ ba lớn nhất thứ ba đứng đứng thứ ba hàng thứ ba trên ở Mỹ từ trước đến nay hồi nãy hương giang có chia sẻ với quý vị là ngày hôm nay có hai bản tin không tốt đẹp cho ông donald trump mà sẽ khiến cho những người ủng hộ ông donald trump thất vọng một bản tin nó liên quan đến cuộc điều tra dân sự của bà lê thi james tổng biện lý của tiểu bang new york và một bản tin hết sức là quan trọng đó là tòa phúc thẩm liên bang khu vực 11 tại Atlanta đã có phán quyết đối với cái kháng án của Bộ Tư pháp liên quan đến tài nguyện tài liệu Malago. Bây giờ chúng quý, quý vị muốn nghe bản tin nào trước đây? Bây giờ nói về cái cuộc điều tra của bà James trước. Cuộc điều tra của bà James thì đây là một cuộc điều tra dân sự. Mà quý vị biết rồi, dân sự nó khác với hình sự. Dân sự thì không có cần phải là chính xác 100%. Chỉ cần trên quá bán mà thôi. Cuộc điều tra dân sự này nó kéo dài hơn 3 năm. Và bây giờ ngày hôm nay bà James thông báo là bà đệ đơn khởi kiện. Ông Donald Trump cùng ba người con lớn của ông Donald Trump đó là Donald Trump Jr, đó là Eric Trump và Ivanka Trump. Cùng với thêm hai nhân vật nữa đó là Alan Weisobers là cựu giám đốc tài chính của Trump Organization và kiểm toán của Trump Organization. Như vậy, cái vụ kiện dân sự này nêu danh bốn bố con ông Donald Trump, nêu danh Trump Organization và nêu danh hai giám đốc, tức là nằm trong ban lãnh đạo của Trump Organization trong cái vụ kiện này. Bây giờ, vụ kiện này đòi cái gì? Thưa quý vị, đây là một vụ kiện dân sự và ngày hôm nay trong cái buổi họp báo bà James đã dùng những cái lời lẽ hết sức là mạnh mẽ bà bảo rằng cái cách thực hành kinh doanh của ông Donald Trump và Trump Organization trong thời gian vừa qua trong nhiều năm trời đó là một kiểu thực hành kinh doanh gian lận và lương gạt đáng kinh ngạc đáng kinh ngạc cái vụ kiện được đệ lên tòa tối cao pháp viện của tiểu bang New York mà bà bà James thì bây giờ đang tìm cách là để rơi vào tay cái ông thẩm phán mà Hương Nhân quên mất tiêu rồi nhưng mà vị thẩm phán này là vị thẩm phán đã đứng về phía bà James yêu cầu ông Donald Trump cùng với những người con của ông Donald Trump phải ra khai trước cái cuộc điều tra này trước đó thì chúng ta biết là có tranh chấp về tài liệu và có tranh chấp tranh chấp về trác đòi tài liệu tranh chấp về trác đòi lời khai rồi họ đồng ý là giao nộp tài liệu nhưng mà họ tranh chấp và họ đấu tranh tại tòa về cái vấn đề ra lấy lời khai và tối cao pháp viện New York lúc đó đã đứng về phía bà James và đưa yêu cầu bố con của ông Donald Trump thực thi cái trác đòi ra lấy lời khai bây giờ bà trên bà muốn là cái vụ kiện dân sự của bà rơi vào tay ông tòa này thì sẽ có thuận lợi hơn nhưng mà chúng ta chưa biết bây giờ bỏ ra cái vấn đề đó qua một bên vụ kiện dài 222 trang vụ kiện này đòi gì đòi bồi thường không phải bồi thường đòi thu hồi lại cái thiệt hại của chính phủ khoảng 250 triệu Mỹ Kim và trong cái vụ kiện này bà James đã nêu ra 23 bất động sản trong cái portfolio của ông Donald Trump one by one từng cái một và từng cái một này quý vị biết là bà bảo là những cái bà cáo buộc trong cái vụ kiện này cáo buộc là chỉ trong một thời gian ông Donald Trump chỉ trong 11 cái báo cáo tài chính hàng năm Donald Trump và Trump Organization đã đưa ra khoảng 200 cái đánh giá 200 cái giá trị bất động sản sai trái và gây hiểu lầm. 200 và mỗi một cái bất động sản đó bà ghi cụ thể ra và bà cho biết là mỗi một cái báo cáo tài chánh đều có chữ ký của ông Donald Trump, đều có sự xác nhận của ông Donald Trump. Bây giờ ngoài cái vấn đề là thu hồi lại cái thiệt hại về tài chính 250 triệu Mỹ Kim. Vụ kiện này còn cấm bốn bố con ông Donald Trump không được nằm trong bất cứ ban quản trị nào không được làm lãnh đạo ở bất công ty bất kể công ty nào ở bất cứ cái corporation nào tại New York thứ hai họ cấm Trump organization cấm công ty Trump mua bất động sản những cái bất động sản thương mại và vay tiền ở những cái cơ quan tài chính mà có giấy phép kinh doanh tức lập những cái bất động sản có giấy phép kinh doanh tại New York và vay tiền từ những cái cơ sở tài chính, những cái công ty tài chính, những cái nhà băng có ghi danh kinh doanh tại tiểu bang New York trong vòng 5 năm. Chúng ta chưa biết là tòa sẽ xét xử như thế nào, nhưng mà nếu phần thắng rơi vào tay bà James thì không biết là liệu Trump Organization sẽ hoạt động như thế nào ngay cả khi không có sự lãnh đạo của ông Donald Trump. Chúng ta không biết được, nhưng mà quý vị biết mặc dù trong cái cuộc trong cái vụ kiện dân sự 222 trang giấy này ghi rõ ghi cụ thể những chứng cớ mà các nhà các công tố viên cho rằng là phía ông Donald Trump đã thực hành kinh doanh lường gạt và gian lận trong một thời gian dài. Quý vị biết theo các phân tích pháp lý là chưa chắc cái vụ kiện này bà James đã nắm cái đằng chui bởi vì khi ra trước tòa bà James mặc dù có một số thuận lợi nhưng mà cũng có một số bất lợi như Hương Giang đã phân tích chia sẻ với quý vị trước đây ngoài rất là nhiều thuận lợi bà có chứng cớ và đặc biệt là việc ông Donald Trump đã sử dụng tô chính án năm từ chỗ trả lời các câu hỏi 400 lần 400 gần 400 lần thì cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phiên xét xử. Nhưng mà thật là khó chứng minh phía ông Donald Trump thì cho rằng cái việc mà các công ty đó các công ty khi mà các công ty thực hành kinh doanh ở New York hay là ở bất cứ đâu họ đều có cái xu hướng là muốn được giảm thuế là cái điều này hết sức là bình thường. Họ lập luận theo cái vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề mà các giới chuyên viên pháp lý họ phân tích là ông Donald Trump không để lại các chứng cứ. Thứ nhất, là ông không có dùng email. Thứ hai, ông không có đưa ra chỉ thị bằng văn bản, toàn bằng lời nói. Và nếu như mà họ không có tìm được bất cứ nhân chứng nào đồng ý ra làm chứng chống lại ông Donald Trump thì có lẽ thì họ sẽ rơi vào cái thế bất lợi. Và theo phân tích đánh giá của chuyên viên pháp lý thì ở đây là 50-50, chứ chưa chắc là bà James đã nắm phần thắng trong tay. Chúng ta chờ xem nhưng mà bà trên bà cho biết là trong quá trình điều tra thì họ cũng đã thu thập những chứng cớ về hình sự và họ đã chuyển những chứng cớ này qua cho sở thuế IRS và cũng gửi qua cho bộ tư pháp có một văn phòng đang quan sát vào ngày hôm nay họ cũng lên tiếng đó là văn phòng biện lý quận Manhattan của ông Alvin Bragg cái cuộc điều tra hình sự của họ vào cách thực hành kinh doanh của ông Donald Trump tức là vào năm 2020 à, năm 2019 cả văn phòng bà James và cả văn phòng biện lý của Manhattan lúc đó lãnh đạo là ông Syvens, đã mở hai cuộc điều tra song song cùng một mục đích như một bên dân sự một bên là hình sự nhưng mà ông ông sai hồi hưu ông Brad kế nhiệm và cái cuộc điều tra này đó cái cuộc điều tra hình sự của họ thì đã truy tố được Trump Organization tháng 10 sẽ đưa ra xét xử cái phiên đầu tiên và họ đã lấy được cái thỏa thuận nhận tội của Alan Weissberg liên liên quan đến những cái cáo buộc gian lận tiền bạc và gian lận thuế nhưng mà cái cuộc điều tra này thì bây giờ nó có dấu hiệu khép lại bởi vì hai điều tra hai công tố viên hai luật sư hàng đầu trong cuộc điều tra này thì họ đã từ chức bởi vì họ bất mãn do ông Brad không có ý định hay là do dự trong cái việc truy tố đôi Donald Trump mặc dù họ cho rằng họ có chứng cứ hết sức là rõ ràng. Brad quan sát và Brad bảo rằng nếu như có thêm chứng cứ, ông ta sẽ hồi sinh lại cái cuộc điều tra của mình. Vào ngày hôm nay, ông ta xác nhận một lần nữa là cuộc điều tra này nó vẫn đang diễn ra. Liệu không biết cái cuộc điều tra dân sự của bà James nó có tác động phần nào đến cái cuộc điều tra của ông Brad hay không? Thì chúng ta còn phải chờ xem ông Donald Trump ngay lập tức đã lên mạng à, uh, Social của mình để con gì quý vị biết rồi ông chỉ trích bởi vì bà bà James mà có một cái số một vài cái một vài cái bất lợi cho bà tức là khi bà vận động tranh cử để vào cái ghế tổng biện lý Hoa Kỳ à, tổng biện lý của New York thì bà đã đưa ra những cái tuyên bố là bà sẽ truy tố ông Donald Trump và chính vì vậy mà phía ông Donald Trump và các đồng minh thân cận thì cho rằng cái cuộc điều tra của bà James thì mang động cơ chính trị. Nhưng mà cái tin mà cái tin mà có lẽ làm cho ông Donald Trump đau đầu hơn đó là tòa phúc thẩm liên bang khu vực 11 nơi mà bộ tư pháp đã đệ đơn kháng án kháng án cái quyết định một phần quyết định của tòa cấp dưới đó là bà Eileen Cannon một thẩm phán liên bang được ông Donald Trump bổ nhiệm vào những cái ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ và để trả lại ơn không biết phải trả lại ơn hay không trong suốt thời gian vừa qua bà Eileen Cannon đã đưa ra một vài cái quyết định mà nó làm gây kinh ngạc cho giới pháp lý bởi vì nó cho thấy một cái lỗ hổng lớn trong những cái quyết định của bà Aileen và cho thấy cái xu hướng mà bà đứng về phía ông Donald, Donald Trump là một đồng minh nó nhiều hơn so với là một thẩm thẩm phán à, minh bạch. Bây giờ bà Aileen Cannon đã đưa ra một cái quyết định đứng về phía ông Donald Trump là phải bổ nhiệm một luật sư đặc biệt tức là một một người có chuyên môn đứng ở giữa trung hòa để thẩm tra lại xem xét toàn bộ gần 11.000 tài liệu được FBI thu giữ tại Malago sau khi họ thực thi trác khám xét tại đây vào ngày 8 tháng 8 vừa qua và thứ nhất là bạn đồng ý là sẽ bổ nhiệm luật sư đặc biệt và vì ông Donald Trump đã đề nghị hai người Bộ Tư pháp đề nghị hai người và Bộ Tư pháp đồng ý với ông Donald Trump đó là cậu thẩm phán Raymond Deary. Và cuối cùng thì bà Eileen Cannon đã bổ nhiệm ông Raymond Deary làm luật sư đặc biệt để xem xét sàng lọc gần 11.000 tài liệu này để xem là những cái tài liệu nào nó thuộc về đặc quyền luật sư thân chủ những tài liệu nào thuộc về đặc quyền hành pháp và kể cả gần 100 tài liệu hồ sơ được đánh dấu mật. Đây là cái số tài liệu, nó là trung tâm của cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp. Họ đang điều tra xem thử về vấn đề giải quyết hồ sơ chính phủ của ông Donald Trump. Bây giờ 100 cái tài liệu mật này là 100 cái tài liệu mà Bộ Tư pháp tranh chấp. Bà Eileen Cannon cho ông Derry cho đến ngày 30 tháng 11 là phải hoàn tất cái việc thẩm tra bộ tư pháp ok họ nói là nếu cần thiết họ đồng tình với việc bổ nhiệm luật sư đặc biệt nhưng mà họ không có đồng ý là để luật sư đặc biệt xem những cái hồ sơ này đó là cái thứ nhất cái thứ hai họ muốn là trong quá trình luật sư đặc biệt làm việc họ vẫn được xem những cái tài liệu này 100 tài liệu mật họ vẫn được sử dụng bà Eileen Cannon đã bác bỏ bà bảo rằng trong quá trình mà luật sư đặc biệt làm việc thì bộ tư pháp không được sử dụng những cái tài liệu này gần 100 tài liệu mật này để phục vụ cái cuộc điều tra của họ. Và bà tỏ ra nghi ngờ về cái lập luận của bộ tư pháp là nếu làm như vậy thì sẽ cản trở cái việc đánh giá những cái nguy cơ an ninh quốc gia mà cộng đồng tình báo Mỹ đang đánh giá đối với cái việc ông Donald Trump đem tài liệu mật về tư dinh để giữ riêng bà nghi ngờ vấn đề này bà đặt cái bà tỏ ra hoài nghi về cái lập luận của bộ tư pháp về số tài liệu này là số tài liệu mật nhưng mà bà không có đặt cái câu hỏi ngược lại rồi đến khi mà bổ nhiệm ông Derry thì ông Derry đã yêu cầu phía ông Donald Trump là phải giải thích cho ông biết rõ về cái vấn đề tài liệu mật bởi vì ông Donald Trump đã tuyên bố là ông ta đã declassify, đã làm mất tính bí mật rồi, đã làm cho những hồ sơ này nó không còn bí mật nữa. Và giải thích cho luật sư đặc biệt về vấn đề này. Nếu có thì khi nào ở đâu đưa ra chứng cớ, nhưng mà phía bên ông Donald Trump họ đâu có chứng cớ. Donald Trump tuyên bố ở bên ngoài, nhưng trong hồ sơ tòa thì các luật sư không có thể đưa ra bất cứ chứng cớ nào và họ cũng không có trực tiếp khẳng định về vấn đề này. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy là nó gây kinh ngạc trong cái phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực 11. Trong cái phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực 11 là gồm 3 vị, hội đồng phúc thẩm là gồm 3 vị. hai vị do ông Donald Trump bổ nhiệm và một vị do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Và ba vị này họ hoàn toàn đồng ý với nhau trong cái phán quyết này phán quyết dài 29 trang. Và họ dùng những cái lời lẽ hết sức là cứng rắn. Họ cho phép bộ tư pháp nhưng mà trước khi mà đi vào cụ thể hơn thì hưng chia sẻ với quý vị bộ tư pháp họ biết là họ không có nhiều thời gian bởi vì vấn đề an ninh quốc gia là vấn đề hết sức là khẩn cấp cho nên bộ tư pháp và họ muốn là họ nếu như họ thu hẹp cái yêu cầu của họ lại thì cái cơ hội mà họ giành chiến thắng nó nó cao hơn cho nên khi mà đệ đơn kháng án lên hội đồng phúc thẩm khu vực 11 thì họ chỉ kháng án một yêu cầu mà thôi tức là một phần trong phán quyết của bà Eileen Cannon đó là không cho họ xem sử dụng những cái tài liệu mật này trong suốt thời gian mà ông Derry sàng lọc gần 11.000 tài liệu đó. Họ chỉ kháng án một phần mà thôi. Và chính vì vậy mà họ có kết quả nhanh và cái cơ hội của họ cao hơn. Và họ dùng cái lập luận y chang họ cái lập luận họ đã dùng với bà Eileen Cannon. Bây giờ quý vị biết là đọc cái phán quyết của hội đồng phúc thẩm sướng lắm tại vì chúng ta thấy rõ trong đó những cái yếu vấn đề về pháp lý, những cái từng câu, từng chữ và từng cái lập luận, từng cái quyết định nó mang tính chất pháp lý rất là cao chứ không có như là cái phán quyết những quyết định của bà Eileen Cannon thì nó mo về nó nghiêng về phía cảm thưa quý vị, nó không có nghiêng về phía luật pháp nhiều hơn. Bây giờ trong cái phán quyết ngày hôm nay nói về cái lập luận của bộ tư pháp. Lập luận bộ tư pháp là tòa liên bang tức là tòa của Eileen Cannon có thể đã sai trong cái việc thực thi quyền tài phán khi cấm chính phủ Hoa Kỳ không được sử dụng hồ sơ mật trong cái cuộc điều tra hình sự. Đòi hỏi chính phủ phải giao nộp những cái tài liệu mật này cho luật sư đặc biệt và tòa phán quyết gì, chúng tôi đồng tình. We agree chỉ có hai chữ này thôi hai chữ này là lời khiển trách bà Eileen Cannon hai chữ nó rất là mạnh mẽ và nó dội một gáo nước lạnh vào tòa cấp dưới và phán quyết hội đồng phúc thẩm họ đặt một cái câu hỏi lớn về cái lập luận declassification của phía ông Donald Trump phía ông Donald Trump không có đưa ra được bằng chứng gì mà quý vị có thể thấy được trong cái phán quyết của mình tòa phúc thẩm họ quan sát họ quan sát tòa cấp dưới họ quan sát ông raymond derry bây giờ họ cho rằng cái phán quyết ghi châm cho rằng là ông ông ta đã có thể là làm mất tính bí mật của những tài liệu này trong khi ông làm tổng thống nhưng hồ sơ lại không có bất cứ một cái chứng cớ nào cho thấy những hồ sơ đó đã không còn bí mật nữa. Trước luật sư đặc biệt, tức là tòa có quan sát. Trước luật sư đặc biệt tức là vào hôm thứ hai. Họ đã từ chối nguyên đơn đã phản đối đã từ chối cung cấp chứng cứ cho thấy là thân chủ của họ đã công khai đã làm mất tính bí mật của những tài liệu đó tức là tòa phúc thẩm họ quan sát trong cái phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào hôm thứ ba thì đúng hơn và ngày hôm qua thì đúng hơn và thứ hai thì phía ông donald trump đã đệ thỉnh nguyện lên tòa cho tòa biết là họ từ chối giải thích cái việc này bởi vì chưa có đúng lúc chưa có đúng thời điểm sau này họ sẽ giải thích sau vào ngày hôm qua ngày hôm thứ ba thì họ đã đưa ra lập luận này một lần nữa trong cái phiên điều trần và ba vị thẩm phán ở tòa phúc thẩm họ quan sát họ nghe họ bảo là trước luật sư đặc biệt thì nguyên đơn đã phản đối cái việc cung cấp những cái tài cung cấp những cái chứng cớ mà cho thấy là thân chủ đã công khai làm mất tính bí mật của những hồ sơ đó. Và cái phản quyết cũng cho rằng lập luận là mất tính bí mật nó gây hiểu lầm. Vì làm cho hồ sơ nó không còn bí mật nữa sẽ không thay đổi được nội dung của hồ sơ và biến nó thành của cá nhân. Từng câu từng chữ đọc rất là sharp thưa quý vị và tòa bảo rằng ông Donald Trump đó tức là các luật sư của ông Donald Trump thậm chí không tìm cách chứng minh là mình có nhu cầu cần phải biết những cái thông tin mật đó chỉ có tuyên bố là tôi đi classify nhưng mà không có chứng cớ và cũng không có khẳng định trước tòa cũng không tìm cách chứng minh là mình có cái nhu cầu để biết những cái thông tin đó không đưa ra được là chính phủ từ bỏ những cái, cái, cái đòi hỏi đó tức là không có đưa ra được bằng chứng là đã làm mất tính bí mật mà cho dù có đi chăng nữa nó cũng không có giải thích được lý do tại sao mà có lợi ích cá nhân ở đây lý do tại sao mà đây là tài sản của ông Donald Trump thưa quý vị Hương Giang nói là đọc cái phán quyết hai bé trang Hương Anh không có đọc hết đọc từng đoạn thôi nhưng mà đọc là thấy là những cái luận điểm về pháp lý nó rất là rõ ràng tòa giải thích rõ ràng minh bạch và rất là cứng rắn như vậy không biết cho đến lúc này trước khi hương nhân lên làm bản tin này thì phía ông donald trump chưa có phản hồi không biết là họ có kháng án hay không nhưng mà theo đánh giá là nếu như họ kháng án thì nó sẽ lên tối cao pháp viện mà trong cái phiên ngày hôm qua thì bên phía bộ tư pháp họ cũng đã tỏ dấu hiệu nếu như mà họ tua thua tại Tòa phúc thẩm họ sẵn sàng đưa vấn đề này lên tối cao pháp viện. Tức là đây là cuộc đấu đá đến tận cùng bộ tư pháp bởi vì đây là vấn đề an ninh quốc gia. Và ngay trong cái phần đầu tiên của cái phán quyết ngày hôm nay thì tòa phúc thẩm cũng cho biết đây là vấn đề mà công chúng quan tâm. Công chúng quan tâm đến việc là phải bảo đảm vấn đề về an ninh quốc gia và để bảo đảm vấn đề an ninh quốc gia thì tòa cũng đồng ý rằng là FBI công tố viên các nhà điều tra bộ tư pháp cần phải xác định những cái rủi ro đánh giá những cái rủi ro mà những tài liệu này có thể tài liệu, những cái việc mà ông Donald Trump đưa tài liệu về nhà giữ riêng đó nó gây ra và phải đánh giá được phải tìm hiểu xem điều tra xem là đã có những ai truy cập vào và khi nào và liệu có compromise tức là có tiết lộ những cái thông tin về phương pháp tình báo về những cái nguồn tin tình báo hay không tức là tòa hoàn toàn đồng ý với lập luận của bộ tư pháp về vấn đề an ninh quốc gia vấn đề này không phải là vấn đề chơi không phải vấn đề giỡn. Donald Trump chưa có lên tiếng như vậy nếu như mà đây là phán quyết cuối cùng thì nó làm đơn giản hóa cái công việc của ông Derry và ông Derry sẽ khỏi phải đau đầu để đứng ra giải quyết cái tranh chấp về hồ sơ mật. Ngày hôm qua thì ông nói rất là rõ. Phía ông Donald Trump không có giải thích được, không có đưa ra chứng cớ là những cái tài liệu này nó đã hết tính bí mật rồi. Thì ông sẽ xem đây là những tài liệu mật. Mà ông nói rõ ngày hôm qua, nhân chia sẻ với quý vị là quý vị không thể nào mà vừa có bánh mà vừa lại ăn tức là quý vị không thể nào mà cùng có hai thứ một lúc được cái quan điểm của ông đã rất là rõ ràng và cái quan điểm của tòa phúc thẩm cũng rất là rõ ràng chúng ta thấy là họ họ quan sát họ xem họ theo dõi chứ không phải là họ không theo dõi và như vậy thì nó là như hương giang nói là nó giảm cái lượng công việc cho ông Derry và bây giờ Derry nếu đây là phán quyết cuối cùng thì Derry chỉ sẽ tập trung vào gần 11.000 tài liệu mà không có phải là tài liệu mật để sàng lọc xem thử những tài liệu nào thuộc của ông Donald Trump nó không nằm trong cái đặc quyền luật sư thân chủ và đặc quyền hành pháp nhưng mà vấn đề đặc quyền hành pháp cũng sẽ có tranh chấp và như vậy chúng ta thấy là bộ tư pháp từ đầu tới cuối từ lúc mà họ Thờ họ tống ra chắc đòi đến lúc họ xuống họ tống chắc đòi băng giám sát rồi họ xin chắc tòa thực thi khám xét rồi Merrick Garland xuất hiện rồi công bố cái chứng thư hữu thể tất cả từng bước một cho đến bây giờ chúng ta thấy bộ tư pháp họ đi bước nào chắc bước đó họ có sự nhượng bộ nằm trong cái cái phạm vi cho phép và chúng ta chờ xem xem thử là cái phản ứng của phía ông Donald Trump vào ngày mai như thế nào. Và đây sẽ là một cái chương hết sức là căng thẳng. Và vào ngày hôm nay, luật sư đại diện cho bà Ginny Thomas, tức là vợ của thẩm phán tối cao pháp viện ông Clarence Thomas, cho biết là bà Ginny Thomas đồng ý ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol. Quý vị biết rồi, bà Ginny Thomas mặc dù là vợ phu nhân của thẩm phán tối cao pháp viện nhưng mà vẫn hoạt động chính trị công khai, hai vợ chồng là hoạt động chính trị công khai. Bà ta trao đổi tin nhắn với Mark Meadows, trao đổi tin nhắn với luật sư John Eastman, thậm chí là gửi email cho 29 nhà lập pháp của Arizona, hai nhà lập pháp của Wisconsin hối thúc họ là phải lập danh sách đại cử tri ủng hộ cho ông Donald Trump tức là cũng liên quan đến cái vấn đề mà cử đại cử tri giả bà tham gia vào cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ủy ban đặc biệt hạ viện thì họ có trong tay chứng cớ và họ yêu cầu bà ra điều trần nhưng mà đã từ chối hồi tháng 6 thì luật sư gửi thư thông báo là không có căn cớ nào mà thân chủ ra điều trần bây giờ họ thay đổi ý định là đồng ý sẽ ra điều trần và chúng ta chờ xem xem thử là Liệu những cái chứng cớ Mà ủy ban này họ có được Họ có giao cho Bộ Tư Pháp Và cái cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp Về cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Của ông Donald Trump và đồng minh Cũng như đặc biệt là Cái kế hoạch là cử tri giả đó Thì nó có vương tới Cái cuộc điều tra này Nó có vương tay tới bà Ginny Thomas hay không Đó là cũng là một cái vấn đề Mà hết sức là lý thú Và chúng ta cần phải quan tâm À, thời gian hương nhân hết rồi nhưng mà hương nhân muốn chia sẻ với quý vị quý vị nào đang ở California là người dân của California thì sắp tới quý vị sẽ được nhận trợ cấp về lạm phát tin này quý vị biết rồi nhưng mà bắt đầu từ tháng 10 thì chương trình bắt đầu sẽ được à, khởi động tức là chia ra thành bốn đợt quý vị biết không bốn đợt hai đợt đầu là gửi trực tiếp vào tài khoản hai đợt sau là bằng debit card và bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 và sẽ kéo dài cho đến hình như giữa tháng 1 năm 2023. Và như vậy thì đây là một tin vui cho cư dân California bởi vì chúng ta đang đối mặt với lạm phát rất là cao. Và bản tin này thì chúng tôi có trên báo calitoday.com cụ thể vào tối ngày hôm nay thì quý vị có thể vào xem. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại